con trâu này đang có em bé ở trong bụng nè, khoảng chừng 1-2 tháng nữa là nó sinh. Bụng chỉ đang lớn dần, đi thì rất là nặng nề. Con trâu này thì nó để đẻ rồi, con nó được còn khoảng mấy tháng à? Nó rất là hung dữ. Nó lớn dần đó thì nó gùm và nó luồn. Cũng có thể là nó sợ mình bắt con của nó cho nên nó gùm rất là dữ tợn. Chúng tôi quay gần cái con trâu nó đang mang thai nè, đang có bầu. Gần ngày thì thấy cái bụng của chị cũng lớn, rất là lớn, thấy thương. Đây là buổi ăn chiều của nàng trâu. Thì cỏ bên này nó cũng, cái đồng bên này thì nó cũng khô, tại vì mùa hè nó thiếu nước cho nên nước là khô cằn. Phía xe kia thì có những chú cà trắng đang đi song hành với lại cái đàn trâu. Nhìn bầy trâu này thì bụng con nào cũng no tròn, chắc là cũng để được no rồi đó. Mấy chị cò thì chỉ cứ nhảy nhảy trước đầu của những cái chú trâu này, chỉ không có sợ. Còn mình thì mình rất là sợ, mình cũng không dám đứng gần, chỉ sợ nó trở trứng rồi nó rượt mình thôi, cho nên mình đứng rất là khoảng cách rất là xa. Nhìn cái cảnh này rất ung dung tự tại, mình thấy nó bình yên. Trước mặt của quý vị là cái chị bò cái, chị đang mang bầu khoảng 3 tháng. Ừ, đó, chị đang vẫy đuôi, chắc là cỏ ngon lắm hay sao mà. Phía bên kia là chú bò con đang tìm vú mẹ đó bố. Tìm đủ mọi cách, phía sau không được thì chỉ lần lên phía trước để chị tìm cái vú mẹ. Chị đang bú đó. Đây là chị bò, có bầu mình quay ngang nè. Cái bụng chị hơi lớn. Chị bò chị đang bú. Mình rất thích cái cảnh bò đang bú như thế này cho nên nãy cứ quay đi quay lại hoài luôn. Chị này chỉ bú hoài mà không thấy no cho nên mẹ đi đâu là chỉ cứ dí theo chị bú đó. Mẹ thì cố kỳ công để ăn được nhiều, tạo được nhiều sữa cho con. Chị này chỉ cái đói bụng á đó. Cảnh bú này thấy rất là dễ thương, không chịu ăn mà cái bú không. Trời ơi, trong cái bầy bò này á, có một cái chị đang mang bầu hồi nãy mình có quay lần trước á. Chị rất là hung. Lúc nãy thì mình đứng trên bờ, nhưng sau đó mình tiến gần hơn. Mình tiến gần hơn thì tuy nhiên cũng cách có mấy trăm mét. Nhưng mà chị quay đầu, chị rượt mình. Lúc này biết còn biết gì nữa, bả mới quay mà chạy. Chạy mày lê làng luôn. Bây giờ mới bình tĩnh mà mới quay tiếp. Mình thích những cảnh đồng quê như thế này,
rất là yên bình. Trời thì nắng, bây giờ là 4 giờ chiều cũng rất là nắng, nhưng mà gió ở cánh đồng thì rất là mát mẻ. Đây là đàn bò gặm cỏ, đây là buổi ăn cuối ngày của các chú bò. Mình đứng mình quay như thế này nhưng mà mình cũng rất là hồi hộp. Hiện tại đứng cách chắc cũng phải 200 mét hơn, không biết là nó phen mình lúc nào, cho nên vẫn ở cái tư thế là chuẩn bị chạy. Đó, cái chị bò này nè, chị bò lớn và đầu tiên này nè, cái chị này chị ruột mình á, chị đang có bầu. Đó, chị này nè hung lắm, mình chạy mà mình lê làng luôn, buộc cái anh mà chăm nó phải ra can thiệp á mình mới thoát được. Thôi thì xin tạm biệt quý vị. Nếu mà thấy thích cái video này thì hãy cho mình một like hoặc subscribe. Tạm biệt và hẹn gặp lại.